người mẫu ảnh, từ lâu đã là mơ ước của nhiều bạn trẻ. Paradise Idol, chương trình tìm kiếm người mẫu ảnh và người đại diện thương hiệu áo cưới, lần đầu tiên đã chính thức xuất hiện. Sân chơi dành cho các bạn trẻ nhiệt huyết, đầy tài năng và giàu đam mê với lĩnh vực người mẫu. Cuộc thi sẽ giúp các bạn tự tin trước ống kính, nhận được giải thưởng cực giá trị và cơ hội làm việc như những người mẫu ảnh chuyên nghiệp. Bạn chỉ cần là công dân Việt Nam từ 18 tới 34 tuổi, không có khuyết tật về ngoại hình hay giọng nói, và đạt chuẩn về chiều cao đối với nữ là 1m58 và nam là 1m68 trở lên. Bạn có khả năng, bạn có tố chất, bạn có ngoại hình, bạn không thể bỏ qua cơ hội hiện thực hóa ước mơ này. Hãy tự tin gửi hồ sơ tham gia chương trình và cùng đi tìm những ẩn số của mùa đầu tiên. Paradise Idol sẽ chính thức nhận hồ sơ từ ngày 10 tháng 6 đến hết 25 tháng 6. Địa chỉ email paradiseidol.aocuoithiendường@gmail.com. Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi xin vui lòng truy cập website www.aocuoithiendường.com hoặc fanpage www.facebook.com/thiendường.vn.